công lược bệnh kiều kề cận cái chết thử ninh vệ đàn sinh nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com dựa chân tường trong tay bưng cái bát tích thúy đang tại đi miệng bới cơm mặt trời quá phơi nàng cảm giác mình tựa như thái dương dưới một cái hàm ngư ướt mồ hôi lại làm làm lại ẩm ướt nắm quần áo đầu nhất đầu đều có thể rũ ra không ít muối viên xuống dưới toàn thân cũng tản ra một cổ chết cá lạn tôm mùi thúi trong bát gạo lức cơm đôi được thật cao, mặt trên đắp tầng trao cùng rau xanh, không nhiều mỡ, nhìn liền không hề thèm ăn. Đặc biệt tại tích thúy bưng bát nhìn đến bản thân tóc gáy dày đặc cánh tay sau, càng không có ăn cơm tâm tính. Em đẹp tuổi thanh xuân thiếu nữ lại xuyên thành một cái người vạm vỡ, liền tính bình thường trong lòng tố chất lại như thế nào cường đại, cũng bị không trụ như vậy vừa ra nàng đã không phải là lúc trước cái kia hương hương mềm mềm cô gái, nàng hiện tại giới tính vì nam, là một cái thân cao tám thước, để dâu quai nón mặt đen trắng hán. Đây hết thảy đều là vì nàng nhìn một quyển gọi võng văn. Quyển tiểu thuyết này viết rất không sai, câu chuyện vây quanh nữ chủ ngô hoài phỉ làm nghề y cứu người triển khai, cuối cùng lấy nữ chủ cùng nam chủ cao khiên sẽ thành thân thuộc chấm dứt tình tiết biến đổi bất ngờ phập phồng lên xuống đánh mặt cầu đoạn ùn ùn nhất là nữ chủ đối nữ phụ ngô tích thúy đánh mặt được kêu là một cầu huyết cho sảng khoái tề phi tích thúy dùng ba ngày mới đem quyển sách này xem xong nhìn xem mùi ngon duy nhất so sánh không tự nhiên là trong sách nữ phụ ngô tích thúy cùng nàng trùng tên trùng họ mỗi một chuyện xưa tổng có phối hợp diễn đến thôi động tình tiết phát triển ngô tích thúy liền là một người trong số đó nàng là nữ chủ không hề liên hệ máu mù tiện nghi muội muội này diện mạo xấu xí vòng ân phụ nghĩa mơ ước nam chủ là tiêu chuẩn cho nữ chủ ngáng chân ác độc nữ phụ trùng tên trùng họ đúng là trùng hợp tích thúy không được tự nhiên một lát sau cũng không có ở ý nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến là, liền tại nàng thức đêm xem xong, tắt di động chuẩn bị lúc ngủ, nàng xuyên Việt, xuyên Việt đến quyển tiểu thuyết này chung thuận tiện còn khóa lại một cái lạnh như băng hệ thống muốn nàng công lược trong sách nam phụ vệ đàn sinh tích thúy ta có thể cự tuyệt sao hệ thống không được đóng ngoặc đơn nói đùa chính nàng yêu đương đều không nói qua một lần nơi đó có công lược người kinh nghiệm nhưng hệ thống biểu hiện đến mức tựa như một cái chân chính lạnh nhạt người vô tình công trí năng không có bất cứ nào thì nói, trực tiếp liền đem nàng vứt xuống nơi này, thanh dương huyện biểu nhi sơn thượng, một cái ổ cướp bên trong. Nàng, thành ổ cướp bên trong một cái hung thần ác sát thổ phỉ. Mặc cho tích thúy như thế nào la lên ngươi có hay không là lầm cái gì, ta muốn xuyên qua tốt xấu cũng xuyên việt thành nữ phụ ngô tích thúy đi. Xuyên việt thành cái thổ phỉ là sao thế này? Hệ thống chính là vững như bàn thạch, không chút nào dao động. Tích Thúy từ đầu đến chân quan sát chính mình một vòng, cuối cùng chấp nhận cái này chuyện bi thảm thật, nàng bây giờ là một cái bắp thịt cuồn cuộn mãnh nam. Mục tiêu là công lược trong sách cái kia tao nhã nam thần, Vệ Đàn Sinh. Này Vệ Đàn Sinh tại trong sách coi như là cái rất có truyền kỳ sắc thái nhân vật. Vệ gia thế đại làm quan, tại hắn 10 tuổi thời điểm, Vệ Đàn Sinh theo phụ thân Vệ Tông Lâm đến Thanh Dương huyện Tiền Nhiễm. Thành Dương huyện chỗ hoang vu, thường thường có sơn phỉ chặn đường cướp bóc qua đường lữ nhân. Sơn phỉ gặp vệ đàn sinh quần áo ăn mặc phú quý, tâm niệm vừa động, liền đem hắn trói trở về. Chờ vệ tông lâm đem nhi tử cứu ra thời điểm, đã là chậm quá. Vệ đàn sinh chân phế bỏ một cái, thành cái người thọt. Không ai biết vệ đàn sinh tại phỉ trại trong thời điểm đến tột cùng phát sinh chuyện gì nhưng hắn kinh này một khó sau, liền lưu lại đại diện tích bóng ma trong lòng, cả đêm cả đêm ngủ không ngon. Vệ gia lo lắng hắn, nửa năm sau, đem vệ đàn sinh giao do không sơn tự trụ chỉ liễu thiện đại sư chăm sóc, dốc lòng học Phật. 18 tuổi thì vệ gia tam lang xuống núi hoàn tục trở lại trong kinh, vẫn đã đệ tử cửa Phật tự cho mình là bởi thường niên nhận Phật Pháp thấm vào, từ bi vì hoài, thích làm vui người khác, lại bởi mạo nhược hảo nữ, trong kinh có người gọi đó là Tiểu Bồ Tát. Do vì thơ ấu liền hạ xuống bệnh căn, hắn què chân thập phần nghiêm trọng, mưa dầm thời tiết thậm chí không thể đi ra ngoài hành tàu. May mà có nữ chủ ngô hoài phỉ y thuật hóa giải hắn ốm đau. Ngô Hoài phỉ tính cách ôn nhu, dung mạo thanh lệ, lại thường thường cùng đi hắn cùng một chỗ cứu tế bình dân dân chúng, tích lũy tháng ngày ở chung dưới, vệ đàn sinh liền đối nữ chủ sinh ái mộ chi tình. Chỉ tiếc Ôn Nhu nam phụ kết cục phần lớn giống nhau, đơn giản rơi vào một cái tinh thần ủ ê, chỉ có thể cười chúc phúc nữ chủ cùng cao khiên, thối lui ra khỏi trận này tình tay ba muốn nàng lấy này phúc đại hán mặt đen thân thể đi công lược vệ đàn sinh, vệ đàn sinh chỉ sợ mắt bị mù mới có thể coi trọng nàng đi. Hệ thống lại nói cho nàng biết, lúc này vẫn là nguyên bình 5 năm, câu chuyện còn chưa bắt đầu. Vệ đàn sinh lúc này cũng bất quá vừa 10 tuổi, vừa mới bị trảo đến ổ cướp bên trong, đánh gãy chân. Nàng còn có cơ hội, ấm áp hắn chữa khỏi hắn, trấn an hắn còn nhỏ tâm linh. Tích thúy, vệ đàn sinh mới 10 tuổi A, luyến, đồng, phích cảnh cáo. Nàng hiện tại này phúc quỷ bộ dáng có thể làm cái gì? Hướng vệ đàn sinh rộng mở nàng ấm áp lông ngực cùng cơ ngực sao? Thu hồi suy nghĩ, tích thúy mắt nhìn trong bát gạo lức, nhai ăn miệng phát khổ rau xanh, khó khăn bóc phần cơm. Không chỉ rau xanh khổ, nàng trong lòng cũng khổ sự tình đã thành kết cục đã định, hệ thống là quyết tâm sẽ không sửa đổi chủ ý, nàng chỉ có thể trước điền đầy bụng, lại chậm rãi mưu hoa. Theo tích thúy ánh mắt nhìn về phía trước, có khỏa đại cây hòe, hai ba cái thô lỗ kháng hán tử đang để trần cánh tay tại sầy chân, mỗi người đều sử xuất một phen man kính, đỏ mặt tía tai giống giận. Mồ hôi rơi xuống đất hoàng thổ địa thượng, thấm làm một đám tiểu chấm tròn hắn còn không nguyện ý ăn cơm chính chọn nuốt xuống tại đỉnh đầu đột nhiên vang lên một thanh âm tích thúy ngẩng đầu nhìn đến một cái thiết tháp giường như hán tử đang đứng tại trước mặt nàng thô thanh thô khí hỏi nàng quay đầu nhìn về phía sau tiểu nhà tranh bĩu môi không chịu ăn đâu hán tử kia giận một cước đá văng môn miệng hùng hùng hổ hổ nhà tranh trong lại lén lại dơ bẩn tam phục ngày giống cái đại lồng hấp môn vừa bị đá văng, liền có thể ngửi thấy từ trong nhà bay ra một cổ mùi mồ hôi cho phân vị. Góc hẻo lánh, cuộn mình một cái mười tuổi nam đồng, đầu hắn tóc loạn hỏng bét được giống cái chim hoa, trên người cẩm y đã muốn phá phá lạn lạn, dính chút vàng vàng hồng hồng, làm người ta buồn nôn uế tí. Vàng là đã khô phân tiểu, hồng thì là đã khô huyết khối. Tráng hán kia tiến lên đạp một cước, hùng hùng hổ hổ nói những gì có lẽ là nhà tranh trong mùi quá mức khó ngửi không một lát hắn lại cau mày đi ra chỉ vào tích thúy nói đợi một hồi ngươi liền nhìn hắn ăn không ăn cũng phải ăn liền tính tắc cũng yếu tắc đi vào xem hảo hắn đừng làm cho hắn chết tích thúy vốn là chưa ăn cơm khẩu vị nghe hắn nói như vậy lập tức liền đem bát để xuống Nàng xuyên Việt đến này ổ cướp bên trong cũng có ba ngày, nơi này sơn phỉ nhóm đều là trên mũi đao liếm huyết sống, nàng ở bên trong không tính là đại nhân vật nào. Vẫn không có cùng vệ đàn sinh tiếp xúc cơ hội. Thẳng đến hôm nay, bọn họ mới phái nàng canh chừng này tại nhà tranh, đừng làm cho vệ đàn sinh chạy. Kỳ thật không cần thiết tích thúy canh chừng, vệ đàn sinh cũng chạy không thoát, hắn niên kỳ quá nhỏ, huống chi còn kéo một cái thương chân dù cho đã làm hảo chuẩn bị tâm lý tích thúy đi vào phòng nhi trong thời điểm vẫn bị hun được sắp rơi lệ không thể nói dụ nồng đậm mùi tràn đầy làm tại nhà tranh trong khoảng thời gian này vệ đàn sinh ăn uống vệ sinh tất cả bên trong căn bản không ai tới thu thập ngẫm lại liền có thể biết được bên trong khí này vị rốt cuộc là có bao nhiêu tốt đẹp tích thúy nghẹn khẩu khí cúi người đi kiểm tra xem xét tình huống của hắn vùi ở ế vật trung gian một cái choi choi hài tử, chính là nàng công lược đối tượng, trung nam phụ vệ đàn sinh. Đáng tiếc cùng trong sách có tiểu Bồ Tát danh xưng nam thần khác biệt, bây giờ vệ đàn sinh gắt gao từ từ nhắm hai mắt, môi làm được đã muốn nứt ra ra, trên mặt dơ bẩn phải xem không rõ dung mạo. Trên đùi hắn miệng vết thương chỉ là đơn giản xử lý qua, đang có ruồi bọ không ngừng tại trên người hắn xoay tròn bay lên, rách mướp quần áo miễn cưỡng bao vây lấy hắn tựa như một khối bẩn thỉu vải bọc xác, Tích Thúy cổ họng căng thẳng, ghét bỏ hắn khả năng không tốt lắm, nhưng hắn dơ bẩn được quả thật làm cho Tích Thúy có chút phiếm ghê tởm. Tỉnh tỉnh, nàng đâm chọc mặt hắn, vệ đàn sinh tựa như cái phá vải bố túi một dạng, không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn hắn sắc mặt ửng hồng không bình thường, Tích Thúy trong đầu lộp bộp một tiếng. Thời tiết nóng như vậy, hắn nên không phải là bị cảm nắng nghĩ đến này nhi, tích thúy thượng thủ lau một cái, lau đến một tay hãn, thủ hạ độ ấm càng là nóng được không bình thường. Không kịp nghĩ nhiều, tích thúy nhanh chóng chạy đến ngoài phòng đi kêu người. Biểu nhi sơn thượng thổ phỉ tuy rằng trói vệ đàn sinh, cũng không tính toán làm cho hắn chết. Nàng một mở miệng nói, không một lát tiểu nhà tranh trong liền đến người người tới bị trong phòng mùi hun được rút lui một bước hướng mặt đất phun ra khẩu thóa mạt hướng tích thúy sai sử nói thất thần làm cái gì ôm ra a à, xuyên việt thành một cái mãnh nam cũng có xuyên việt thành một cái mãnh nam chỗ tốt liền tỉ như hiện tại nàng ôm lấy vệ đàn sinh hãy cùng nhấc lên con gà con tử một dạng không tốn sức chút nào tích thúy không xử lý kinh nghiệm chỉ có thể đem vệ đàn sinh ôm đến đại cây hòe dưới bóng cây nhường người có kinh nghiệm thượng thủ mấy cái đại hán lại là ấn huyệt nhân chung, lại là tạt nước, rằng có hơn nửa ngày, vệ đàn sinh mi mắt run rẩy mới rốt cuộc xa xăm chuyển tỉnh. Dương quang theo cành lá khoảng cách rơi trên mặt đất, ánh sáng sáng tắt, lắc lắc rệ rệ. Nam đồng mất tiêu cự mắt, mờ mịt chớp chớp. Hỗn loạn tại, chỉ thấy một cái lõa lộ ý chí đại hán mặt đen, đang đầy mặt kinh hỉ phủ nhìn hắn, một đôi nghiêu nhãn chừng đến mức tựa như chuông đồng. Nha! Ngươi tỉnh rồi, quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tứ. Công lược bệnh kiều kề cận cái chết thử ninh đàn nô, vệ đàn sinh. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Vệ đàn sinh tỉnh, đầu thực lại, tứ chi như nhũn ra. Trong dạ dày cuồn cuộn, ghê tởm vô cùng, toàn thân hắn thượng hạ nóng đến mức tựa như một khối bàn ủi. Thực khát hắn cố sức mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt không phải âm u tanh tưởi nhà tranh mà là trói lọi ánh nắng cho loang lổ bóng cây cực kỳ giống hắn ở trong nhà đọc sách xem mệt mỏi ghé vào hiên cửa sổ dưới tiểu ngủ trong chốc lát vừa tỉnh lại thời điểm vệ đàn sinh ngẩn ra cứ nghĩ hắn tự hồ làm một cái rất dài rất dài mộng tại hắn 10 tuổi trước, hắn quả thật giống như đặt mình trong tại một hồi xa xôi mà hư ảo mộng cảnh bên trong, từ đầu đến cuối không vững vàng. Hắn thực thông minh, từ hắn bắt đầu hiểu chuyện, người bên cạnh không có gì là không nói như thế. Lang quân là đỉnh đỉnh lanh lợi, tán dương nói một hai lần đổ hoàn hảo, nghe được hơn, hắn liền cảm thấy phiền chán. Trang sách thượng văn chương liếc sơ một cái hắn liền có thể nhớ kỹ làm huynh đệ bọn tỉ muội còn tại tân tân khổ khổ tại nhớ nằm lòng thời điểm, trong sách nội dung hắn cũng đã đọc lào lào. Toàn bộ quý phủ đều ở đây tán thưởng hắn thông minh. Nhưng hắn lại thường thường cảm thấy nhàm chán. Hắn sinh ra kinh thành vệ gia, tổ tiên từng quan tới hai triều thái phó. Vệ gia tuy không tính là cái gì hoàng thân quốc thích, nhưng cũng là thế đại thư hương, thơ lễ châm anh vệ gia ở nhà từ tự luôn luôn đơn bạc, truyền đến phụ thân vệ Tông Lâm thì ở nhà đã hiển lộ ra chút suy bại xu hướng suy tàn. Vệ Tông Lâm cùng hắn mấy cái huynh đệ ở trong chiều cao không với tới, thấp không bằng lòng, cho nên toàn bộ vệ gia đều trông cậy vào bọn tiểu bối có thể có tiền đồ. Vệ đàn sinh hắn đánh tiểu liền trảm lộ ra hơn người thiên tư, bất luận làm cái gì, đều so những huynh đệ khác tỉ muội nhanh lên một bước vệ tông lâm đối với hắn ký thác trấn hưng vệ ra kỳ vọng. Sinh hoạt của hắn là cho bộ sách cùng thước làm bạn. Bên cạnh huynh đệ tỉ muội tụ cùng một chỗ đánh kiêu tích thổi gọi nhi, hắn đang ngồi ở bích màn cửa sổ bằng lụa mỏng dưới đọc sách. Cái gọi là trấn hưng vệ ra, kỳ thật vệ đàn sinh cũng không quá hiểu hắn theo sinh ra đến bây giờ vẫn luôn là ngoan ngoãn nghe theo ở nhà an bài vẫn chưa có bất kỳ dị nghị phụ thân muốn hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó hắn thân mình xương cốt vẫn không tốt lắm trong nhà người lo lắng hắn qua tuệ chết yểu đem hắn quản thúc được nghiêm nghiêm có thật nhiều sự hắn đều không có thể đi làm vệ lão phu nhân tin Phật, dứt khoát đem hắn ký bái tại Bồ Tát danh nghĩa, khởi cái nhũ danh vì đàn nô, lại vì hắn tại không sơn tự điểm một ngọn trường mệnh đen. Thường thường dẫn hắn đi nghe trong chùa liễu thiện đại sư tiên truyền giảng giải Phật Pháp. Vệ Tông Lâm cũng mời giáo tập sư phụ chỉ bảo hắn võ nghệ kỵ xạ, hy vọng đem hắn thân mình xương cốt dưỡng được khỏe mạnh một điểm mỗi sáng sớm kinh thành trong sẽ có hòa thượng đầu đà gõ thiết bài nhi vòng quanh hạng mạch dọc theo nhân ra một đường suy nghĩ phật hiệu báo giờ mà hắn thức dậy so với bọn hắn còn muốn sớm một chút hắn muốn sớm khởi lên đọc sách làm bài tập toàn phủ người đều tại cưng chiều hắn dùng bọn họ phương thức tại đối hắn tốt nhưng vệ đàn sinh lại cảm thấy chán ngấy bởi vì trưởng bối bất công duyên cớ cái khác tiểu bối cũng không yêu cùng hắn một chỗ chơi vô tình hay cố ý đem hắn vắng vẻ ở một bên vệ đàn sinh kỳ thật một chút đều không để ý hắn giống như trời sinh liền đối những người khác không sinh được một tia cảm tình hoa cỏ cả người lẫn vật trong mắt hắn đều là như nhau không có cái gì khác biệt sở dĩ nghe các trưởng bối lời nói, chỉ là bởi vì bọn họ là trưởng bối, mà trong sách chỉ bảo muốn tôn kính hiếu thuận trưởng bối. Vệ đàn sinh kỳ thật thực không thích vệ tông lâm. Hắn đối với hắn yêu thích tất cả đều phát ra từ hắn thông minh hòa thuận theo. Hưng trí đến thời điểm hắn trêu đùa hắn một phen. Đường hắn hơi có vi phạm thời điểm, hắn liền đen mặt hung hăng giáo huấn hắn, dùng một ít đường hoàng nói đến áp hắn hắn cũng không thích nương bởi vì nàng càng thiên vị đại ca mỗi ngày chỉ biết biết trang sức yên chi hoặc là cùng nhị phòng tam phòng người rằng co tại hắn năm tuổi thời điểm tam phòng ngũ muội muội nuôi một con mèo nàng đặc biệt thích mỗi ngày đều ôm không buông tay sau này không biết tính sao miêu chạy ra ngoài vừa lúc chạy đến hắn luyện tên trên sân làm cho hắn luyện tên thời điểm bắn chết nàng oa oa khóc lớn lau nước mắt thẳng muốn hắn bồi vệ đàn sinh thờ ơ nhìn có chút hoang mang hắn không rõ nàng vì cái gì khóc đến lợi hại như vậy nàng từng dưỡng một chậu hoa chết cũng không gặp khóc đến dữ dội như vậy đối với hắn mà nói miêu cùng hoa cùng người tựa hồ cũng không có quá lớn phân biệt vệ lão phu nhân sợ hắn khó chịu riêng đem hắn gọi đến bên người an ủi hắn mèo này là đời trước nghiệp quá nặng đời này mới đầu thai làm xúc sinh nó hôm nay bị ngươi bắn chết, là minh minh bên trong định tính ra, người này coi như là giúp nó theo xúc sinh đạo chung giải thoát, đây là vệ đàn sinh lần đầu tiên tiếp xúc được về chết khái niệm. Hắn đối với chính mình tổ mẫu vẫn có hai phân kính sợ tâm tư, đương nhiên không phải sợ hãi với nàng tại vệ gia địa vị, mà là sợ hãi với nàng trên người cùng hắn hoàn toàn khác biệt khí tức. Đó là, lão, bệnh, cho tử vong chính như phật đà du lịch già bì la thành khi chứng kiến vì hống hắn vệ gia người lại mua được đương thời chính lưu hành ma hát nhạc tiền lũ y phục lụa mỏng xanh váy nhi ma hát nhạc tiểu nhân nhi giận mày cười mát kỳ thật hắn từng cũng chờ đợi qua có thể cùng bên cạnh các huynh đệ tỉ muội một dạng có những này tiểu ngoạn ý chơi nhưng đương hắn chân chính có được sau không bao lâu hắn lại chán ghét giá trị ngàn tiền ma hát nhạc bị hắn tùy tay vứt bỏ ở góc hẻo lánh vệ lão phu nhân thấy hắn như thế liền làm cho hắn chép kinh nói chép kinh có thể thảnh thơi vì thế hắn liền theo sao đến lại theo sao đến nhưng đến tột cùng xem vào đi bao nhiêu vệ đàn sinh mình cũng không quá rõ ràng Đợi đến hắn 10 tuổi, Vệ Tông Lâm bởi vì thế tội thần nói chuyện, bị quan gia giận chó đánh mèo biếm trích đến Thanh Dương huyện. Vệ đàn sinh theo hắn cùng nhau, còn chưa tiến Thanh Dương huyện địa giới, lại bị Biểu Nhi Sơn thượng sơn phỉ cho bắt đi, hắn nhạt nhẽo vô vị sinh hoạt lúc này mới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trung quy tuổi còn nhỏ, liền tính lại thông minh lanh lợi, gặp phải loại sự tình này đương nhiên cũng sẽ thất kinh hắn biết hắn muốn chạy hắn kế hoạch lần đầu tiên chạy trốn đáng tiếc hắn quá mù quáng cũng quá tự tin thật cho là chính mình là khắp thiên hạ tối lanh lợi người chẳng những không có chạy đi ngược lại bỏ ra thảm thống đại giới hắn chân trái bị đánh gãy chuyện kế tiếp vệ đàn sinh nhớ không quá rõ chân bị thương sau hắn vẫn là hỗn loạn ở vào trong lúc nửa tỉnh nửa mơ có đôi khi hắn thậm chí cảm giác mình muốn chết không ai phản ứng hắn bọn họ liền đem hắn khóa ở nơi này nhà tranh trong ăn uống vệ sinh đều ở đây một chỗ tựa như đối đãi cẩu nhớ tới thời điểm liền có một bữa cơm ăn nghĩ không ra liền phải đói bụng mà kia ngẫu nhiên lòng từ bi ném vào đến đồ ăn không thể so heo trò ăn tốt bao nhiêu vệ đàn sinh cực kỳ cao ngạo, có lẽ là nhận vệ tông lâm ảnh hưởng, cùng này làm cho hắn giống điều chó hoang quỳ dạp trên mặt đất, ăn trong bát cầu thực, hắn thả rằng không ăn. Thân thể hắn trở nên càng ngày càng suy yếu, cơ hồ là một cước đã muốn đập gần quỷ môn quan. Nhưng hắn lại không chết thành. Mơ mơ màng màng tại phảng phất bị người quay đầu tạc một chậu nước lạnh hắn mở mắt ra, liền nhìn đến có cái sơn phỉ chừng hai nghiêu nhãn, vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn, không biết là đang cao hứng cái gì. Giống kinh Phật trong diện mạo xấu vô cùng tu la, trên người cũng rất thúi. Như vậy hướng hương vị chui vào xoang mũi, vệ đàn sinh ghét bỏ quay đầu. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tứ công lược bệnh kiều kề cận cái chết thử ninh hoang mang. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, vệ đàn sinh vừa tỉnh, một nhóm người cũng không dám tiếp cận hắn, liền khiến hắn dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Cả người hắn ướt sũng, trên người uế tí bị nước một rồi, càng khó ngửi, hun được chung quanh vài người đều không nguyện ở chỗ này chờ lâu. Chiếu cố vệ đàn sinh công tác tự nhiên mà vậy rơi xuống bối phận nhỏ nhất tích thúy trên người vài người đi lên còn dặn dò một câu lão lục cái khác ngươi không cần quản đừng làm cho tiểu tử này chết liền thành biểu nhi sơn thượng sơn phỉ đại bộ phận đều là biểu nhi người trong thôn mấy năm trước thanh dương huyện đại hạn thôn mắt thấy sống không nổi nhất bang lưu dân mới kết trại dựa vào đánh cướp đoạt xác mà sống chạy trong mỗi người đều là theo người ăn thịt người địa ngục bên trong bò ra thường thấy đổi con để ăn loại sự tình này lại nói chính mình cũng không phải chưa từng ăn người đã sớm không có cái gì lương tâm đáng nói vệ đàn sinh bộ dáng này ở trong mắt bọn họ căn bản không coi là cái gì không đáng bọn họ phí bất cứ nào tâm tư biểu nhi người trong thôn bản vì một cái dòng họ ít nhiều cũng có chút quan hệ họ hàng mang cố ý quan hệ Tích thúy này phúc thân thể, tên là Lỗ Phi, xếp hạng lão lục, lớn tuy rằng tái lý quỳ, nhưng niên kỷ cũng không lớn, một đoàn dâu quai nón dưới tiểu béo mặt nhìn còn có chút vài phần khả ái. Vệ đàn sinh ý thức chưa hoàn toàn khôi phục, dựa vào thân cây ngu ngơ cứ. Trên mặt hắn bụi đất cũng bị nước trôi đi không ít, lộ ra một chương phấn chạm khắc ngọc mày khuôn mặt nhỏ nhắn, mày như viễn sơn, mắt như điểm tất tựa như quan âm hoa sen thủ hạ đồng tử tuy rằng còn chưa mở ra, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra mấy ngày nay sau có tiểu Bồ Tát danh xưng Tuấn Mỹ dung mạo. Người cảm giác thế nào, tích thúy ngồi xổm trước mặt hắn hỏi. Nghe được của nàng động tĩnh, nam đồng quay đầu đi, nhìn nàng một cái. Ánh mắt hắn hắc bạch phân minh, hiện ra chút thủy quang, ửng hồng khuôn mặt tại ánh nắng chiếu dọi xuống càng phát ra đỏ chút chỉ nhìn nàng một chút, hắn liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía cây hòe rũi dưới nhỏ cành. Cành là ống rậm dì úc, như một tòa trừ lại Phật tràng. Công lược bệnh kiều kề cận cái chết thử ninh. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Hắn là này giúp đỡ thổ phỉ đầu mục, cũng họ lỗ, tên một chữ một cái thâm tự, trước đó từng đọc qua chút thư, khí chất cùng nhất bang tội phạm nhóm cũng có chỗ bất đồng hắn rất trẻ tuổi cũng liền hơn hai mươi niên kỷ nhưng hắn tàn nhẫn cùng hắn tuổi không hợp nhau tích thúy đối mặt hắn không dám lười biếng bận rộn trả lời một câu đại ca lỗ thâm nhìn hắn ngồi xuống cười đem trước mặt một vò rượu đẩy lại biểu hiện thật sự hôn cùng ta gọi ngươi nhìn hắn được ủy khuất ngươi hắn trong miệng chỉ chính là vệ đàn sinh này chạy trong không vài người nguyện ý tiếp phần này việc, phần này việc rơi xuống Tích Thúy trên đầu thời điểm, Lỗ Thâm đương nhiên cũng cho rằng Tích Thúy sẽ cảm thấy bất mãn. Hắn sở dĩ săn sóc Tích Thúy tâm tình, là vì ấn thân thích bối phận, hắn là Lỗ Phi biểu ca. Năm đó khó khăn, phụ thân của Lỗ Phi cũng chính là Lỗ Thâm biểu thúc, vì bảo vệ bao gồm Lỗ Thâm ở bên trong mấy cái tiểu cùng người khác liều mạng lỗ thâm nhớ mong mạng của mình là ba biểu thúc cứu đối lỗ phi có chút trân trọng lỗ phi cũng thực tôn trọng vị đại ca này tích thúy đại ca phân phó có gì rất ủy khuất trên thực tế nàng chẳng những không ủy khuất còn chịu cảm kích vị này an bài có thể làm cho nàng vừa lên đến liền tiếp xúc được vệ đàn sinh không cần lại nghĩ biện pháp lại đi tiếp cận hắn tích thúy cẩn thận ứng phó lỗ thâm thời điểm đột nhiên cảm giác lại có người hô chính mình một câu nàng còn chưa phản ứng kịp người nọ đã một phen ôm qua nàng bờ vai đây là cái thật cao khỏe mạnh khỏe mạnh đại hán sông mắt cửa biển mở lồng ngực tích thúy nghiêng đầu dùng sức suy nghĩ một chút cái này đại hán tựa hồ là gọi lỗ kim xuyên ngày thường cùng lỗ phi quan hệ không tệ đại ca đại hán kia một bên trung khí mười phần mà hướng lỗ thâm chào hỏi một tiếng, một bên đem tích thúy ôm càng chặt hơn. Một cổ nồng đậm hãn vị chua nhi, hoặc là nói là nam nhân vị sông vào mũi, tích thúy thiếu chút nữa bị hắn hôn ngất đi. Lỗ thâm không có ở ý điểm ấy tiểu nhạc đệ, nở nụ cười cười, tiếp tục nói, ta xem ngươi đổ có vài phần bản lĩnh, từ lần trước này hỗn tiểu tử bị bắt sau khi trở về. Đã muốn liên tục ba ngày chưa nếm qua một bữa cơm không nghĩ đến hôm nay đến phiên ngươi canh chừng thời điểm hắn ngược lại là ăn ngồi ở tích thúy bên cạnh lỗ kim xuyên nghe tức giận hướng mặt đất phi một ngụm nhìn hắn mấy ngày hôm trước còn bướng bỉnh được tượng đầu lư này không hôm nay liền ăn ta còn tưởng rằng hắn xương cốt có bao nhiêu cứng rắn xem ra còn là cái không xương cốt bọc mủ đại ca hắn cũng là biết rõ ngươi không chịu nổi tính tình nhưng gọi ngươi tới chiếu khán này hỗn tiểu tử hắn cười hì hì đào tích thúy một cánh tay tề mi lộng nhãn nói nhưng là nín một ngày đi ta đây liền dẫn ngươi đi uống rượu đợi một hồi theo chúng ta kiếm ăn đi đại ca đêm nay chúng ta khi nào đi lỗ thâm không nhanh không chậm lại rót một chén rượu đem một ngón tay chọc đi vào trong chén rượu dính chút rượu chất lỏng đưa đến trên vai hầu từ trước mặt còn sớm được chờ thiên chân chân chính chính ngầm hạ đến, lỗ kim xuyên vẻ mặt bất mãn, chúng ta cũng không phải không ban ngày trải qua, làm gì nhất định muốn đợi đến trời tối. Này nhất bang giặc cướp, có đôi khi là vào ban ngày chặn đường cướp bóc, có đôi khi là buổi tối, càng có thời điểm là trực tiếp xâm nhập người khác nơi ở, khí diễm kiêu ngạo. Lỗ thâm rụt ngón tay lại, người gấp cái gì, lỗ kim xuyên tức giận bất bình, cũng không thể nhường vệ tông lâm cảm thấy chúng ta là sợ hắn, mới riêng chọn cái buổi tối. Vệ tông lâm là phụ thân của vệ đàn sinh, cũng là thanh dương huyện mới nhậm chức huyện lệnh. Tích thúy lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Ta sợ hắn làm gì sao? Lỗ thâm cười nhạo, hắn nghĩ tiêu diệt chúng ta hảo hướng về phía trước đầu lập công, cũng phải hắn có bản lãnh này hay không? càng miễn bàn con trai của hắn còn tại chúng ta nơi này bọn họ không sợ quan phủ tự tin kiêu ngạo cũng không phải không có nguyên nhân vừa đến biểu nhi sơn giặc cướp nhóm nhân số phần đông lại nắm giữ cung tiễn quân giới thứ hai là bọn họ cùng quan binh cũng có sở cấu kết này giúp đỡ bọn lính quân lương thường bị cắt xén dần già liền cùng chi hợp mưu thứ ba là vì biểu nhi sơn địa thế được trời yêu ái dễ thủ khó công lại bởi chỗ lưỡng tỉnh chỗ giao giới bọn quan viên lẫn nhau đẩy ủy dần già là được việc không ai quản lý địa giới tứ đến là vì biểu nhi sơn thượng giặc cướp cho thôn dưới dân chúng bản vi một gia lẫn nhau ở giữa đi lại lui tới chặt chạy cấu kết quá sâu dù cho quan phủ có tâm tiêu diệt cũng thường thường ngại với loại tình huống này không dám hành động thiếu suy nghĩ vệ tông lâm thì khác biệt, hắn vừa đi nhậm chức nhi tử vệ đàn sinh liền bị bắt đi, chuyên tâm muốn tiêu diệt này giúp đỡ đạo phỉ, càng bắt lỗ thâm bọn họ mấy người huynh đệ. Lỗ thâm vốn định cùng hắn giảng hòa tự như cùng cùng thanh dương huyện tiền nhiệm huyện lệnh bình thường, tắc chút tiền bạc đổi cái thanh tĩnh. Không nghĩ đến vệ tông lâm cương trực ghét rua nịnh, không muốn cho chi tằng tiệu với nhau, nhất định muốn đem này đội làm hại trộm cướp dập tắt được sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua biểu nhi sơn trên có tin tức truyền đến xưng quan phủ đã có hành động nhưng xem lỗ thâm nay thần sắc giống như vẫn chưa đem để vào mát trung quy vệ đàn sinh ở trên tay bọn họ vệ tông lâm tổng muốn kiêng kỵ vài phần trên bàn bầy rượu đều là chân núi trong thôn nhưỡng thước rượu trắng tích thúy bị lỗ kim xuyên rót xuống gần như chén lớn uống xong sau đầu cũng có chút vựng hồ hồ đen nhánh khuôn mặt cũng hiển hiện ra vài phần đỏ ửng đến ngươi rượu này lượng cũng quá tiểu đợi một hồi muốn say đổ chúng ta không phải đem ngươi khiêng trở về tích thúy đánh đánh đầu bận rộn không ngừng chạy ra ta đi thổi phong tỉnh tỉnh rượu nói là đi tỉnh rượu kỳ thật nàng là đi tìm vệ đàn sinh hắn vẫn ngồi ở nơi đó khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu cảm gì cúi đầu nhìn dưới mặt đất tích thúy theo hắn ánh mắt vừa thấy nhìn đến trên mặt đất có đội con kiến đang bàn địa thượng bí đỏ tiết Lúc này Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống, trước bàn tiếng động lớn ẩm ý cũng dần dần yếu xuống dưới, vào đêm gió thổi được người có chút lương ý, vệ đàn sinh hắn xuyên thật sự đơn bạc. Lạnh không? Tích Thúy cười híp mắt hỏi. Nàng cười rộ lên khi hai má thịt liền chất đến cùng một chỗ, nhìn qua thập phần khả ái. Vệ đàn sinh ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, lắc đầu tích thúy hướng hắn vươn ra một đôi lông tay đến ta ôm ngươi trở về vệ đàn sinh lại gật đầu một cái hắn tự hồ là tự biết chạy trốn vô vọng vẫn thực thuận theo thuận theo tùy ý nàng bế dậy không có bất cứ nào phản kháng ý tứ nàng hiện tại nhưng có một phen khí lực ôm lấy người tới không chút nào lao lực trong lòng nam đồng thể trọng rất nhẹ gầy teo nho nhỏ yếu ớt có thể về phần trong suốt nhưng trong mắt lại đang thiêu đốt đỏ tím sắc ngọn lửa. Thương thế của hắn ngân mệt mệt cánh tay theo cổ tay áo vươn ra đến, buông xuống, không có đi thu tích thúy quần áo. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Công lược bệnh kiều kề cận cái chết thử ninh dơ bẩn. Nghe chọn bộ tại mê audio com Tích Thúy đem hắn ôm trở về nhà tranh, lại đi vòng vèo hồi đại dưới tàng cây hòe. Mọi người đã xế đuốc tập kết chỉnh đốn hảo. Sáng sớm liền có canh chừng đi thành trong tìm hiểu tin tức, nói là sẽ có vừa đi huyệt chiết giang thương nhân trải qua. Vừa mới canh chừng hồi báo, sưng kia chiết thương dọc theo đường đi mướn chút đả thủ che chở, đang nhi đến, dự tính cước trình, hai khắc đồng hồ, khoảng 30 phút sau cũng nên đến. Tích Thúy vẫn luôn là tuân thủ pháp luật hảo công dân, chưa từng tham dự qua loại này cướp bóc phạm tội đội, theo bọn họ cùng xuất phát thời điểm, trong lòng có chút lo sợ bất an. Thừa dịp bóng đêm yểm hộ, bọn họ liền mai phục tại sơn đạo hai bên. Buổi tối trong bụi cỏ mũi nhiều, nàng hiện tại thân thể này mùi mồ hôi nhi lại, đặc biệt gọi mũi, nhìn chụp mũi liền đoạt đi nàng không ít lực chú ý, chờ nghe được bên tai uống la tiếng khởi lỗ kim xuyên đã muốn đánh đầu lộ ra. Tích thúy nhịn xuống ngừa ý không đi gãi, chặt nếp sau đó. Chiến đấu chấm dứt được thật nhanh, cơ hồ liền tại trong chớp mắt, thương nhân cũng đã nơm nớp lo sợ quỳ xuống, sợ tới mức mặt như màu đất. Chỉ những thứ này, lỗ thâm trên mặt còn mang theo một chút nhẹ ý cười. Chỉ là tại ánh lửa chiếu dọi xuống, trên mặt hắn cười tựu như cùng một đầu mãnh hổ sáng ra nanh vuốt của mình trung niên thương nhân run đến mức như run dày, răng nanh thẳng run lên, liền. Chỉ những thứ này, lỗ thâm cũng bất đồng hắn rong dài, vỗ nhẹ nhẹ trên vai hầu tử, đi. Hầu tử nghe tiếng lộ ra, nhảy tới thương nhân trên người.